giới thiệu với các bạn 34 tác phẩm ảnh xuất sắc nhất năm 2020. Đây là một cuộc thi, một giải ngoại hạng dành cho các tác giả đã từng được giải và là hội viên. Đây là một nén nhang tưởng nhớ đến anh Hoàng Thạch Vân, cũng đã về nơi tiên cảnh. Năm đó anh còn tham gia chấm giải xuất sắc quốc gia. Và đây là một trong những giải thưởng lớn nhất của Việt Nam. Đây, các bạn xem danh sách hội đồng thẩm định gồm những người đã từng chơi ảnh, thi ảnh và sống chết với nhiếp ảnh Việt Nam. Đây là giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc năm 2020. Giải nhiếp Cúp Vapa của anh Trần Bảo Hòa, ảnh bộ. Ảnh bộ có ưu thế hơn là ảnh đơn. Lý do nó có thể chụp được nhiều lần và tổng hợp lại. Theo tôi thì ảnh đơn vẫn khó chụp hơn là ảnh bộ. Mặc dù ảnh bộ sẽ cho chúng ta một cái nhìn toàn cảnh đẹp và chi tiết, nhưng tất cả vô một cú bấm vẫn là ảnh đơn. Tại sao tôi lại thích làm những cái giải xuất sắc quốc gia này? Cũng xin khoe với các bạn, tôi là một trong những người từng đoạt rất nhiều giải xuất sắc quốc gia và được xếp vào bảng top 10 của những năm 92, 95, 92, vân vân, là người đoạt giải xuất sắc quốc gia nhiều nhất thời đó. Và tôi cũng khoe với các bạn, những ảnh đơn vẫn là những ảnh khó chụp nhất, đây của tác giả Huỳnh Phạm Anh Dũng. Và tôi cũng muốn khoe với các bạn là tôi cũng đã từng máu mê, đam mê và tham dự những giải xuất sắc quốc gia, và cũng nhiều lần được giải và đã được tạp chí Sắc Đẹp xếp bình chọn là đứng top đầu của những người đoạt giải xuất sắc quốc gia của những năm trước đây. Thì tôi cũng muốn khoe với cả bạn chơi, và tôi muốn tập hợp lại những cái cuộc thi này, có cả ảnh của các bạn để các bạn lưu giữ lại, gửi cho gia đình, bạn bè, thân thiết xem. Đây là giải ngoại hạng của các giải. Các bạn cũng thắc mắc tại sao tôi lại không rảnh rỗi để tập hợp chụp lại. Tôi phải chụp lại đây các bạn. Giới thiệu các bạn, năm 99 tôi đã đoạt một cái kỷ lục đứng đầu giải xuất sắc quốc gia của Việt Nam. Đây là bài của anh Nguyễn Thái Phiên viết. Thì tôi đã đứng top đầu, kế anh Mạnh Sinh, Hà Tường, Nguyễn Đức Chỉnh Hà Nội, Hoàng Tác Vĩnh Phúc và Huỳnh Chí Dũng, Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là một cái niềm vui và là vinh dự khi được sắp xếp như vậy. Và đây giới thiệu các bạn tiếp tục những cái giải thưởng xuất sắc nhất của năm 2020 của anh Nguyễn Văn Dũng. Mời các bạn xem tiếp. Anh Dũng là một cặp Dũng Nguyễn Thi Thơ rất nổi tiếng trong giới nhiếp ảnh Việt Nam, cũng là một bạn bè đồng nghiệp của tôi năm xưa. Và xin giới thiệu với tất cả các bạn những cái tác phẩm mà tôi đã rất công phu chụp lại rồi xử lý rồi đưa lên. Do trong YouTube đó là ảnh khung ngang, do đó là tôi phải chụp lại, đôi khi cũng hơi bị méo mó. Các bạn thông cảm, bức ảnh này tôi thấy giải xuất sắc mà lại người công nhân này đang hút thuốc, đang làm cũng hơi lạ, nhưng vẫn lọt qua xuất sắc. Và đối với tôi thì tôi đã 3 lần được giải báo chí quốc gia với 3 bộ ảnh, do đó tôi rất có kinh nghiệm trong ảnh bộ. Và đối với tôi thì ảnh đơn vẫn là ảnh khó chụp nhất. Năm tôi được giải xuất sắc quốc gia đã có nhiều dư luận là tại sao một giải xuất sắc quốc gia tương đương với 12 triệu lúc đó là khoảng 2 lượng vàng, trong khi một công trình quay phim hay là một giải A của phim ảnh đạo diễn cũng chỉ 12 triệu. Và tôi và mọi người đã nhận định, chúng tôi tất cả vào trong một khoảnh khắc bấm máy,
Còn đạo diễn thì nhiều người cùng làm, cùng có thể quay đi, quay lại, quay ngang, quay ngửa. Và trong nhiếp ảnh đó là khoảnh khắc quyết định. Do đó lúc đó có một sự tranh cãi rất lớn giữa tại sao một giải xuất sắc quốc gia trị giá tiền tương đương với lại một bộ phim. Và tôi đã lý giải, phim có thể quay đi, quay lại, quay tới, quay lui, nhưng nhiếp ảnh chỉ một khoảnh khắc bấm máy. Và hiện nay tôi thấy là những cái ảnh được giải hầu hết được chụp từ trên cao, được chụp bằng flycam nhiều hơn là những ảnh chụp ở dưới đất. Và bây giờ nhiếp ảnh Việt Nam đã lên trời, xuống biển, lặn dưới biển để có những tác phẩm. Đó là một sự phát triển cực kỳ thú vị của nhiếp ảnh mà ngày xưa chúng tôi đã từng mơ được bay trên cao chụp xuống. Tôi đã lên được trực thăng, lên máy bay chụp xuống, nhưng thật sự cũng không bằng những các bạn đã kiên nhẫn, đã bằng flycam bay. Riêng bức ảnh này thì tôi thấy là thường thôi, những ảnh này đã xuất hiện nhiều và cũng không có gì là lạ với ảnh xuất sắc quốc gia. Đương nhiên, được sự tuyển chọn của toàn bộ những người nhiếp ảnh gia của Việt Nam đã từng kinh qua chơi ảnh, thi ảnh, thì rõ ràng nó chắc chắn là nó phải có điều gì đặc biệt hay hơn. Nhưng mà tôi cũng có quyền nhận xét, phải không ạ? Nói chung tôi có quyền nhận xét theo cá nhân tôi đẹp hay không đẹp. Vì sao? Tôi cũng là một người chơi ảnh thành công, được nhiều giải thưởng nhất Việt Nam thời đó, và đã hai mùa làm đứng trong Hội đồng Nghệ thuật Quốc gia, và cũng đã tham gia chấm nhiều giải xuất sắc quốc gia. Thì tôi cho rằng là cái sự nhận xét của tôi nó cũng không quá đáng, cũng không là dở hay là ghét bỏ ai. Tôi chỉ góp ý hay là phê bình theo một cái cảm nhận cá nhân. Các bạn nào có nghe có thấy khó chịu thì thôi, xin bỏ qua. Còn tôi vẫn chân thành nhận xét thì thôi. Hoặc cái ảnh ném dĩa vừa rồi các bạn đã xem thì cũng không gọi là tuyệt chiêu lắm, nhưng mà nó có lẽ đi vào nội dung là cái người khuyết tật chụp khoảnh khắc đúng lúc, thì tôi cho rằng là cũng đẹp. Với một tác giả ở miền Tây mà chụp những khoảnh khắc đó là hiếm hoi so với Hà Nội hoặc Sài Gòn. Đây, một tác giả Đặng Quang Vinh, ảnh rất là thơ. Tôi vẫn thích cái gu này, không dễ chụp đâu, và cũng không dễ làm ra một tác phẩm như thế này đâu, của một bạn ở Bạc Liêu. Rất nhiều bạn tôi cũng tìm ảnh để đưa vào, để làm cho niềm vui của các bạn được nhân đôi. Bức ảnh này cũng không gọi bố cục đẹp, nhưng mà với cái mô típ này cũng khá xưa rồi, nhưng mà được cái bố cục đẹp thôi. Thật sự không phải xuất sắc quốc gia là đỉnh của đỉnh. Cũng có khi giữa bó đũa thì người ta lựa một cây tốt nhất. Nhưng mà những cái ảnh đi vào sâu lắng vào hồn người thì hơi ít. Đây, hôm nay lại gặp anh chuyên gia cũng đi thi giải xuất sắc quốc gia Việt Nam. Đó là cái niềm vui. Không nghĩ rằng là anh đã từng giám khảo quốc tế, nhưng vô đây, đây là cuộc chơi của Việt Nam. Giám khảo Việt Nam có thể chấm theo cái gu Việt Nam thì cái giải C cũng là xứng đáng. Chúc mừng anh Đào Trên Đạt. Hy vọng rằng những cái sự góp ý chân thành của tôi làm cho các bạn có thể là có thêm một kinh nghiệm chụp ảnh, có thêm một cái phấn đấu trong những cuộc thi sắp tới, và cũng có thể là các bạn tức tối các bạn làm cho hơn, cũng như tôi khi mới chơi tình cờ được một huy chương vàng đầu tiên trong cuộc đời, và cái điều đó làm kích thích tôi. Nếu mà không chụp nữa thì người ta nghĩ rằng là mình ăn may, ăn hên, hoặc là ai giúp đỡ. Do đó là những năm sau tôi đã cố gắng và tiếp tục. Tôi lại tiếp tục đặt giải. Đây, bức ảnh này rất đẹp các bạn, rất đẹp. Tôi chụp lại rất tiếc, đôi khi nó không diễn đạt được hết cả cái chi tiết đẹp
Nhưng mà thôi, có còn hơn không? Công của tôi chụp lại để thấy cái mặt các bạn, hoặc có thể tôi đã phải tìm ở trên Face, trên Google để tìm chân dung các bạn để tôi đưa vào cho các bạn giữ lưu giữ làm kỷ niệm. Đó là niềm vui để có thể là truyền cho các bạn bè, các anh em, bà con xem cho nó vui. Đây tác giả mới trẻ Trần Thủ An. Tôi thấy rất nhiều bức ảnh đẹp của tác giả này. Một tác giả Hậu Giang nhưng mà đã chụp rất là ấn tượng và được nhiều giải thưởng xuất sắc quốc gia. Đây là một cô nữ cũng mới chơi thôi, nhưng mà đã lăn xả và cũng tìm được nhiều giải thưởng, kể cả xuất sắc quốc gia lẫn tước hiệu. Đây là những bức ảnh chụp từ flycam. Không phải ai cũng ra tới đây để chụp được với cái ánh sáng, góc độ ánh sáng rất đẹp. Trong bộ hình này, tuy là giải C nhưng mà tôi rất thích cái ảnh Trở Về Cát Bụi của anh Trần Trọng Lượng ở Ninh Thuận. Một bức ảnh về mặt bố cục ánh sáng, về mặt đường nét rất là ấn tượng. Và lâu lâu mới gặp một bức ảnh mà có một cái chiều sâu mà coi người ta phải suy nghĩ về cuộc đời, về con người, về ngày kết thúc. Đây là tác giả Nguyễn Tấn Cư, tôi cũng cho là một tác giả trẻ mới. Thời tôi làm ban giám khảo cũng ít thấy xuất hiện tác giả này. Nhưng bây giờ rất nhiều tác giả trẻ đã vươn lên, đã bay bằng flycam để tạo những cái tác phẩm đẹp. Đây là tác giả cũng khá lâu, cùng thời với tôi. Cái tên của anh là Bạch Ngọc Tư, không thể lẫn vào đâu, lộn vào đâu được. Mà anh ta chụp được cái khoảnh khắc rất là đúng lúc. Bức ảnh này không phải dễ chụp, có thể thi quốc tế, những cái giải về thú vật rất là hay, rất là dễ. Đây, trước đây ta cứ tưởng là Hà Giang hay là Sapa thì mới có những cái giải lụa mùa lúa chín như này, nhưng ở Yên Bái hiện nay cũng rất là hay. Và tác giả đã chụp được một bức ảnh rất là tuyệt chiêu mà tôi cũng mơ chưa chụp được, cũng ao ước có dịp lên những Yên Bái, đã có lời mời lên đó nhưng mà chưa làm được. Đây một bức ảnh nói rằng là các bạn có một cái tựa rất là kêu cánh cung tưởng tượng, nhưng mà rõ ràng chụp đúng lúc thời điểm này không phải là dễ dàng. Và bức ảnh này có thể là được giải hơi hiếm hoi trong những cuộc thi sau này, vì những cái khoảnh khắc thể thao của chúng ta có thể là chưa hay bằng những cái nước ngoài, nhưng mà nói chung cũng được. Đây một tác giả trước đây là tôi coi là còn trẻ, nhưng bây giờ cũng đã không còn trẻ nữa, nhưng mà đã tìm được rất nhiều, in được rất nhiều cuốn sách hay, mà đó là cái niềm ao ước của tôi trước đây mà không làm được, nhưng mà tác giả này đã xả thân để làm được. Chúc mừng anh Trần Thế Phong. Và tôi quyết định làm những cái video clip này để cho các bạn có dịp coi lại, chuyển cho các bạn bè gia đình cùng xem. Vì năm đó là chưa có mạng, tôi phải lấy hình chụp lại ở trong cái cuốn tôi được tặng. Xin cảm ơn tất cả các bạn.